Chào mừng các bạn đến với laptop shuttleshop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shuttleshop. Ngày hôm nay một chiếc laptop rất là mới đến từ hãng Dell, trong phân khúc là khá cao cấp với cái vẻ ngoài rất thời trang. Sẽ được giới thiệu với chúng ta Dell Inspiron 14 5418. Năm nay là một năm rất thành công của hãng Dell khi cho ra mắt rất là nhiều phiên bản khác nhau, rất rất đẹp, nhìn đường nét, màu sắc. Và trên chiếc laptop này cũng vậy, chúng ta thấy rằng điểm ấn tượng đầu tiên là một cái màu bạc là rất thích, với những ánh kim loại trên logo thương hiệu Dell nổi tiếng. Và chúng ta nhìn thấy cấu trúc hình học là một cái trục dài với những điểm nhọn góc, tạo cho một chiếc laptop nó rất là có duyên và rất là sang. Cầm đến tay như thế này và rất là mỏng ha. Cầm đến tay chiếc laptop rất là mỏng, như một quyển sổ, rất là sang. Đặc biệt thì năm nay hãng Dell tạo ra cái phần sau là một cái khối nhựa bọc lại, nguyên nhân là để cho chúng ta cầm đến tay nó cảm giác dễ chịu hơn và cũng lạ hơn, nhìn nó có lỡ cái lực đặt xuống nó cũng nhẹ hơn và không bị trầy. Nếu mà là kim loại thì nó sẽ bị dễ bị trầy hơn. Thì do đặc tính chúng ta thường hay bỏ vào cái túi như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đây là một mẫu laptop rất là mới của hãng Dell, được nhiều tính năng mới và được phải nói rằng tôi đánh giá rất cao. Đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng form này là một cái form 14 inch rất là cân vừa đối với các bạn làm văn phòng, sinh viên. Một màn hình tràn viền, tất cả các góc cạnh đều rất đẹp, gọn trong một màn hình. Ở dòng này thì họ tạo ra một cái bộ phím màu xám, nhưng họ vẫn giữ cho mình một cái đường nét riêng biệt của hãng Dell là những cái hình vuông bo cạnh bốn góc. Đặc biệt là hãng Dell tạo ra những khoảng hở rất là nhiều. Và năm nay chúng ta thấy rằng họ tăng dần cái size của cái nút to hơn để chúng ta thoải mái, nơi để tay thoải mái. Một cái touchpad có mạ kim loại rất đẹp, nhìn nó ánh rất là hay. Option này là option rất là cao nhé. Từ góc nghiêng chúng ta có thể thấy rằng cái trục dài nó tạo ra một đường nét rất là có duyên, rất là sang. Khi sở hữu một chiếc laptop công nghệ rất là hay. Và ở bên trên camera chúng ta thấy rằng một camera rất là nhỏ, có một cái công tắc để khóa camera lại để bảo mật, điều này rất là hay. Do ngày nay chúng ta nghe được trên báo chí nhiều vụ hack camera rất là nhiều, nên là các cái hãng được đầu tư thêm cái phần này để giúp chúng ta bảo vệ an toàn khi lỡ chúng ta chat với người thân hay là những cuộc họp chúng ta quan trọng, lỡ bị hack thì rất là nguy hiểm, hại đến cái cá nhân quyền riêng tư của chúng ta. Chúng ta hãy nói về cổng máy trước. Từ góc bên tay trái, một đuôi sạc tròn, một cổng HDMI để chúng ta xuất ra các màn hình máy chiếu nhé. Một cổng USB và một cổng USB-C. Đặc biệt thì trên cổng USB-C này vừa có thể tăng tốc độ, vừa có thể sạc ra trực tiếp vào điện thoại chúng ta nếu chúng ta cần thiết. Coi như thế của cục sạc dự phòng, dù rằng máy đang đậy lại tắt máy luôn, chúng ta ghim sạc, sạc thì vẫn nhận nhé, rất là mạnh. Mặt cắt phía trước rất là mỏng, nhìn rất là đẹp, nhìn có duyên, rất là có duyên. Và từ phía bên tay phải thì có ít đuôi nữa, gần có một cái micro SD card rất là nhỏ, một cổng nữa USB, một cái headphone micro. Đặc biệt khi chúng ta thấy rằng ở đây cái cấu trúc của bản cabo A mặt màn hình, nghĩa là khi chúng ta đậy lại thì nó sẽ tạo thành một cái hình chữ nhật. Bây giờ khi mở ra thì chúng ta thấy rằng mặt A sẽ đẩy mặt B lên trên, có nghĩa là cái mặt dưới lên như thế này. Chúng ta thấy rằng khoảng hở, có một khoảng hở lưu thông nhằm giúp cho những cái hệ thống tản nhiệt phía sau này lưu thông qua lại thoáng hơn. Dù rằng bên dưới thì có những cái chân nhưng mà không đủ. Nếu điều này tạo ra thì khoảng hở rất là thoáng, giúp cho máy mát hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên đặc tính của laptop luôn luôn quan trọng về cái độ thoáng gió, độ thoáng về mặt dưới giúp cho tản nhiệt tốt hơn, máy nó sẽ dễ chịu hơn và hoạt động lâu hơn. Ở đây có hai option để chúng ta chọn lựa.
Core i5 hoặc là Core i7. Và trước mặt chúng ta là một form Core i7 thuộc thế hệ thứ 11 chip H. CPU là 11370H. Máy đang sử dụng là CPU là 3GB 8 CPU. Với khả năng turbo của dòng này có thể đẩy lên đến 4GB 8, ép xuống đến 4GB 8. Đặc biệt là ở đây chip H nó rất quan trọng, nó mạnh hơn chip U rất nhiều, giúp cho chúng ta có thể sử dụng dòng máy này cho nhiều mục đích khác nhau. Trong đó những bạn nào yêu thích chơi game cũng có thể hưởng được phần lợi từ cái chip H này. Ngoài ra chính yếu là người ta tạo ra cho những các bạn có chuyên môn kỹ thuật, nhưng mà sinh viên đang rất thích rồi. Ví dụ như chúng ta sử dụng cho viết code, làm web cần tốc độ mạnh thì chip H nó sẽ giống như một chiếc xe tải, nó có thể là tăng tốc độ rất là mướt lên. Điều này rất là hay. Với 4 core 8 luồng 12 MHz. Ở đây chúng ta thấy rằng trong máy đang có sẵn là RAM dòng mới nhất DDR4 là 16GB, gồm có 2 cây, mỗi cây 8GB. Rất là khỏe để cho chúng ta có thể nói rằng giải quyết được rất là nhiều vấn đề về các cái ứng dụng đồ họa cũng như là các ứng dụng phần mềm, hoặc là việc là chúng ta đang bán hàng online. Đây là chiếc laptop rất là ấn tượng, về dù nhỏ nhỏ nhưng mà máy có trang bị rất là nhiều thứ. Ngoài ra thì trong máy có trang bị luôn cả cặp màn hình rời, rất là hay. Ở đây chúng ta thấy rằng máy có hai cạc màn hình. Đầu tiên là cạc Intel Iris Xe Graphics, có thể gọi cạc này là một cạc onboard, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn, khá hơn so với UHD Graphics. Từ thế hệ 11 trở đi thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều dòng chip Intel sẽ đi cùng với lại tại vì bản thân họ là Intel nên dĩ nhiên họ thường hay gắn Intel Iris cho cái cạc màn hình onboard của họ. Nó rất là hiệu quả khi chúng tôi thử nghiệm trên các ứng dụng đồ họa 2D. Ngoài ra thì một cái cạc màn hình thật sự của hãng NeoGeForce là cạc màn hình NeoGeForce MX450 2GB. Cái bên này phải nói rằng sẽ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta vẽ đồ họa rất là mượt luôn trong một chiếc laptop nhỏ gọn sang trọng như thế này, và đáp ứng được rất là nhiều yếu tố ha. Rồi, để thấy rõ hơn về màn hình, hãy thử đoạn video đi. Để thiết kế ra một chiếc laptop vừa mỏng vừa đẹp, vừa thời trang, vừa đáp ứng được tốc độ, vừa đáp ứng được cạc màn hình, không hề dễ như cái chúng ta nghĩ đâu. Trước đây họ phải tạo ra những dòng laptop to đùng, rất là dày mới gắn được những cái cạc màn hình, gắn được nhiều yếu tố như thế này. Ở đây thì chiếc laptop này họ đủ được rất là nhiều yếu tố, từ cái ổ cứng trong máy là 512 dòng M2 SSD, nghĩa là phiên bản SSD dòng thẻ mới nhất nha. Dòng tiêu chuẩn là 2230. Ổ cứng này là tương đồng với các ổ cứng của dòng MacBook cho tốc độ rất là nhanh và có thể gọi là bền nhất hiện nay. Khác với những loại ổ cứng trước đây, chúng ta thấy là các loại cứng thanh to, dòng này cũng rất là mát, nó giúp cho thời lượng pin của máy này sử dụng lâu hơn. Và hiện tại thời lượng pin của dòng máy này đang là 4 cell 54W, có thể cầm đến 3-5 giờ tùy công năng chúng ta sử dụng. Do chúng ta máy có cạc màn hình rồi thì chắc chắn là cái hoạt động của máy nó nhiều hơn. Chiếc laptop 5418 này thì đang có trọng lượng khoảng từ 1,4 kg thôi, cầm tay nó nhẹ vô cùng. Từ các mặt kim loại khác nhau mà máy nó vẫn tạo ra một cái đường nét thanh tao sang. Màn hình chúng ta đang xem là một màn hình 14 inch Full HD 1920x1080 với ánh sáng là 250 nits, là một cái ánh sáng tiêu chuẩn cho ban ngày và ban đêm chúng ta xài. Với công nghệ đặc biệt là công nghệ anti-glare, có nghĩa là màn hình đây là một màn hình lụa chống chói. Công nghệ giúp chúng ta có thể đạt được cái hiệu quả rất là tốt khi chúng ta nhìn ánh sáng từ bên trong nhà đến ngoài trời, và có thể nhìn nghiêng. Như tôi đang đứng ở đây 45 độ, tôi thấy các điểm ảnh rất là phù hợp. Ví dụ như các cái chữ tôi đọc được 100%, rất là rõ. Điều này là giúp ích rất là nhiều khi chúng ta đi ra ngoài trời nhé. Nếu chúng ta sử dụng máy này cho công việc ngoài trời, có rất là nhiều việc chúng ta cần phải ra ngoài ngoài trời, như khi đứng bán bất động sản chẳng hạn, hay là những cái bộ phận như một cuộc event sự kiện ngoài trời, đọc được không được cái số làm sao mà diễn giải.
Chính vì vậy thì điều này rất là có lợi nên các cái hãng lớn khi mà sản xuất họ làm cái màn hình lỗ chống chói đắt tiền hơn màn hình gương, do màn hình lỗ chống chói phải đạt được những cái hiệu quả thực sự mang lại cho cái người dùng. Do máy này sử dụng có các màn hình rời nữa thì họ biết rõ rằng cái người dùng phần lớn là những người IT, những người làm đồ họa Photoshop, AutoCAD sử dụng con số rất là nhiều, cho nên là chiếc máy được trang bị màn hình lỗ chống chói này rất đắt giá và hiệu quả vô cùng. Ánh sáng như chúng ta thấy hình ảnh tiêu chuẩn rất chuẩn. Hãng Dell là một trong những hãng đứng đầu thế giới về tạo ra những cái tiêu chuẩn tốt nhất về hình ảnh âm thanh. Họ muốn sự trung thực. Khi chúng ta ngồi ở một cự ly khoảng 60cm, như là 6 tấc trên các bàn làm việc, gần hơn cũng được, chúng ta vẫn không cảm thấy đủ khó chịu về cái tương phản. Dù rằng các bạn đang xem bên video thì chưa cảm nhận hết được những cái gì tôi nói, có thể các bạn đến shop sẽ có được cảm nhận rõ hơn khi chúng ta trực tiếp cầm lên tay, nhìn thực sự, sờ vào cái màn hình, sờ vào cái mặt capo. Phải nói rằng chiếc laptop này gây ấn tượng cho tôi rất lớn và được giới chuyên môn chúng tôi đánh giá rất là cao. Phần lớn cái laptop của chúng tôi nhập từ Mỹ về trong cái tiêu chuẩn tốt nhất, để chúng tôi muốn rằng người dùng sẽ đạt được những cái tốt nhất tại Việt Nam chúng ta. Có thể cùng sản phẩm với nhau trên thị trường, nhưng những dòng laptop mà chúng tôi chọn lựa luôn luôn đạt được cái tiêu chuẩn tiêu chí cao hơn về ổ cứng, về RAM, về tiêu chuẩn pin, tránh rò điện, tránh những cái trục trặc, và đặc biệt là khi sử dụng cái ứng dụng thực sự, chúng ta mới cảm nhận được nó khác biệt như thế nào, nó có cái độ bền, độ rướn tốt hơn. Để có thêm nhiều góc nhìn, xin mời chúng ta có thể đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi. Hiện tại đây có khá nhiều option khác nhau, khá nhiều mẫu để chúng ta chọn lựa thêm từ rất là nhiều mẫu. Form giá này hiện tại là nếu mà với cái cấu hình trên Core i7 dòng thế hệ thứ 11 chip hack này, với ổ cứng 512 này, RAM 16GB, thì chiếc laptop này dao động từ là 27 cho đến 30 triệu giá thành hiện tại nhé. Nếu mà phiên bản option thấp hơn tí xíu thì chúng ta sẽ có tầm, nếu có i5 đi thì nó khoảng dao động khoảng 25 triệu. Tôi nghĩ đây là một chiếc laptop đáng để chúng ta quan tâm. Nó phù hợp với những bạn nào là những sinh viên, gia đình có điều kiện tí xíu, chúng ta chọn những option cao để sau này không cần phải đổi máy nữa. Mà nếu mà chúng ta, các bạn làm văn phòng với quản lý, đây là chiếc laptop sang, cầm đi ra ngoài nó rất là dễ nhìn, cầm rất là sang trên tay. Nó như thế này, rất là dễ chịu. Rất là mong sẽ được gặp chúng ta tại showroom của chúng tôi nhé. Luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Và khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188, hoặc là 098 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.